Đây là trận đấu thứ hai vào màn hình máy là của game thủ Ekman cầm Roman ngoài cánh. Vâng, Ekman trận này cầm Roman ngoài cánh và Roman nữa là của Ninja cận thị. Đây là Greek của bán chim, hai trận Greek liền. Và cùng là Egypt của Family trong cánh. Chúng ta cùng theo dõi màn hình của game thủ Ekman. Ekman trận này cầm Roman. Anh ơi, em biết rồi, anh thế nào anh cứ phải bảo em đấy nhở. Em bảo em biết rồi thì anh cứ để cho em làm cho. Vâng, có lẽ là có một đôi chút trục trặc về tiếng của máy Ekman, vì vậy tôi sẽ bình luận nhiều hơn bù vào tiếng game. Chúng ta hãy cùng theo dõi màn hình máy của game thủ Ekman. Vâng, như vậy là Ekman đã có những con hươu đầu tiên về nhà chính nhà mình và chiếc S đầu tiên cũng đã được thiết kế rồi. Đây là một con voi đang chuẩn bị câu về. Vâng, khá nhiều voi. Alo. Vâng, một bài đã có hươu lùa về và cả những con voi đang được đưa về nhà chính nhà mình. Ekman trận này cầm Roman ngoài cánh. Vâng, với huyền thoại Ekman, một huyền thoại chém, hy vọng rằng trận này anh sẽ chém bá đạo. Chiếc đầu tiên được thiết kế rất nhanh do anh cầm quân Roman. Đây là bãi cỏ phụ hơi xấu xí một chút. Có chèn được cây gỗ 75 không? Vâng, chèn gỗ 75. Chuẩn luôn. Đây là một bãi quả phụ. Như vậy X-Men sẽ tiếp tục câu con voi tiếp theo về nhà chính nhà mình. Chiếc SH của một game thủ bên phía xanh Trung Quốc đã tìm ra nông dân ăn hoang. Xin lỗi các bạn, nông dân ăn bãi quả phụ của game thủ X-Men rồi. Chúng ta vẫn chưa được biết các game thủ bên phía Trung Quốc cầm những quân gì. Vâng, như vậy là có hai chém tuyển IA Percy, một quân cái đột biến cao Max C và một Hitty. Vâng, nói chung là dường như tôi còn dự đoán luôn Max C đánh thẳng cung A. Các game thủ Trung Quốc không bao giờ dị như các game thủ Việt Nam chúng ta cả. Rất chắc bài. Nông dân không có bánh xe phải giữ nhiều. Vâng, giữ tuyệt đối đánh cung A cho chắc chắn. Lúc này chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy của huyền thoại X-Man. Hai con hươu trong bầy hươu đầu anh đang đưa nốt về nhà chính nhà mình. Có hai voi về nhà chính và một quả phụ. Đây là một bài chuẩn với mọi quân. Và với Roman, một quân có giá cả nhà cửa rất rẻ.
Vì vậy mà anh sẽ kích đời khá sớm đây. Vấn đề trục trặc của X-Man có lẽ là bãi quả đầu của nhà anh. Vâng, cỏ cây chen lá, đá chen hoa, vì vậy mà ăn khá xấu từ lúc đầu. Đóng nhà điều kiện thôi. Vâng, một trận đầu 11 của game thủ X-Man. CH của anh, vâng, mua dường như là bên Quảng Châu, chưa tìm ra nhà của game thủ bên phía Trung Quốc. Quá ít luôn. Alo. Vâng, con ngựa giò của X-Man đẩy thẳng lên góc 3 giờ. SH của anh thì dường như là xăng của Trung Quốc rồi, không tìm thấy nhà của đối thủ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem huyền thoại chém X-Man sẽ đối đầu với ai. Phải chăng lại một lần nữa là Seng Long? Vâng, gặp rồi, đây là Sơ Luyến. Sơ Luyến cầm Hitty. Vâng, Hitty đánh chém ở ngoài cánh. Chúng ta hãy cùng cho Sơ Luyến một tràng pháo tay thật lớn. Anh thật dũng cảm. À vâng, xin lỗi các bạn, đây là Tiểu Vũ. Vâng, trận trước thì Tiểu Vũ cầm màu 7, còn Sơ Luyến màu 6. Trận này các anh đổi màu cho nhau. Vâng, rất chiến thuật. Trận này thì đây là Persian của game thủ Tiểu Vũ. Vâng, nhà Persian và nhà Hitty thì gì thì giống nhau thôi. Vâng, lạc đà đã lao tới rồi. Lạc đà và ngựa giò đang công thẳng vào nhà của game thủ X-Man. Bãi vàng của X-Man các bạn có thể thấy chưa hề bo bế. Cũng phong cách dân chơi của Trung Quốc. Hết chết dân ta lại xin tiếp. Vâng, thủng rừng. Cái thời điểm quan trọng. Đối đầu với Persian. Vâng, X-Man đang tụt tham dần đều. Bãi vàng của anh dường như đang tù. Phù thủy đã xin ra một, vâng, đã xin ra một con phù thủy rồi. Vâng, hú được không? Hy vọng là anh hú lạc đà chứ đừng hú con ngựa giò. Vâng, chuẩn rồi. Vâng, điểm số của game thủ màu 6 Tiểu Vũ đang cực kỳ cao. Vâng, như vậy là Tiểu Vũ cũng chưa hề bo bế bãi vàng của mình. X-Man đang công vào. Vâng, những lối đánh cực kỳ phóng khoáng của các game thủ Trung Quốc cũng như là X-Man. Khả năng phát triển tay to của các game thủ Trung Quốc thì các bạn cũng có thể biết rồi. Nhìn vào số lượng dân của Trung Quốc trên 1 tỷ người thì chúng ta đoán ra ngay cách đánh đế chế của các anh thôi. Có lẽ là Việt Nam chúng ta cần phải học cái khả năng phát triển tay to đó bằng cách chiều chiều, mỗi buổi chiều 5 giờ ra công viên và tập tạ. Lúc này thì bắn chim cũng đã bắt đầu đẩy quân lên nhà của game thủ Persian Tiểu Vũ. Vâng, các bạn có thể thấy khả năng tách lạc đà của các game thủ Trung Quốc. Hai vào ruộng và một vào bãi vàng. Trong cánh của game thủ Tiểu Vũ, vâng, là màu 8. Màu 8 là game thủ Tiểu Mã. Vâng, Tiểu Mã trận này dường như cầm... Vâng, cầm Mark C. Seng Long trận này cầm IA. Vâng, IA trong cánh thì đánh luôn cung A rồi. Không cần phải nghĩ. Như vậy là Hitty của Sơ Luyến sẽ nằm ở đầu cánh bên kia chăng? Trở lại với màn hình của X-Man thì liên tiếp bãi vàng của anh bị lạc đà công vào. Vâng, timeline của Roma lúc này chỉ là 17/44. Anh đang dùng bài ăn miếng trả miếng. Vâng, không lẽ đi chăn dân lại của game thủ Tiểu Vũ thôi. Thực ra thì Persian đổi nhà với Roma thì rõ ràng là tôi thấy là cân kèo. Anh ơi, bảo toàn bộ đi ra đằng sau đi anh ơi. Anh Kỳ ơi. Xóm nào em? Vâng, các bạn có thể thấy những pha vẩy e điên cuồng của game thủ X-Man. Vâng, điên cuồng vẩy e để bắt những con lạc đà. Ông phù thủy thì vẫn nghề của mình thôi, đứng vẫy. Lúc này X-Man đang công vào nhà màu 8 của game thủ Tiểu Mã. Anh sẽ đánh cung 2 mà, phần chém à. Vâng, các bãi vàng của các game thủ Trung Quốc.
Vâng, các bạn có thể thấy dường như rất ít khi bò nhỏ lại. Vâng, các anh chết dân lại xin ra. Lạc đà của Tiểu Vũ vẫn chảy đều sang nhà của game thủ X-Man. Chúng ta hãy cùng xem các nhà khác bên phía team Indogame 1. Anh xem dạo có một vòng đi anh. Vâng, đây là máy của Ninja Cận Thị cầm Roman Tham 29/36. Đây là ekip của game thủ Family Tham 65/76. Vâng, chúng ta hãy cùng chuyển sang màn hình máy của game thủ Family. Anh là cán cân chủ lực bên phía Indogame ở trận đấu thứ hai đối đầu với đội xanh của Trung Quốc. Vâng, đây rồi. Ai lồn địt mè cho các ông cầm mic mà mình loạn. Neo đỡ. Vào lúc này ở nhà của X-Man thì Seng Long cầm Yamoto đã đẩy quân ra nhà của X-Man rồi. Đúng như chiến thuật, Seng Long nằm trên góc 12 giờ IA và đánh thẳng. Vâng, và đánh thẳng cung A, sau đó sẽ nhảy 4. Và X-Man quyết định bỏ chạy dân thôi. Chúng ta hãy cùng xem các nhà bên phía của Indogame. Đây là 61/84 của game thủ bắn chim. Rất nhiều y tham cực to rồi. Còn đây là 69/80 của game thủ màu đỏ Family. Và đây là Roman 29/28 của game thủ Ninja Cận Thị. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ bắn chim. Chúng ta chuyển sang màn hình máy của bắn chim để theo dõi anh đánh Greg trong cánh khủng khiếp như thế nào. Nhưng liệu y Greg có ăn được cung A không? Có ăn được cung A của Sang Long hay không? Điều đó chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, như vậy là bắn chim đã nhảy 4 rồi. Bắn chim đã nhảy 4 khi cầm Greg. Vâng, bắn chim đã nhảy 4 khi cầm Greg và Family đang sang tủ nhà cho bắn chim. Trong khi game thủ Sang Long, vâng, game thủ Sang Long đang đẩy cung A vào, anh đang đi vào một cánh rừng hẹp. Chúng ta hãy cùng chuyển sang màn hình máy của game thủ bắn chim. Greg trong cánh đã nhảy 4 xong. Và lúc này đang có những con y đẹp, Family đang kéo cung R ekip sang thủ nhà cho bắn chim. Sang Long trong cánh, vâng, trên góc 12 giờ thì đang có rất nhiều cung A Yamato rồi. Điểm số của tiểu mã là đang cực kỳ cao. Anh cầm Max C đánh thuần chém. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tài năng của bắn chim có vực lại được Indogame không, khi mà X-Men ngoài cánh đã bị Persian cũng như là Max C chém dẹo rồi. Bây giờ chủ lực bên phía của Indogame sẽ còn là Ninja Cận Thị và game thủ bắn chim. Đặc biệt là bắn chim đã lên được 4. Vâng, timeline tôi chưa kịp nhìn cái gì cả. Vâng, timeline của Sang Long to như một cái phễu. Anh cầm Mia trong cánh và chảy cung A đều như vắt chanh. Lúc này thì tôi nghĩ rằng là chỉ ít phút nữa thôi, Sang Long cũng sẽ nhảy 4 và chơi những con hot. Nhà của game thủ bắn chim đang bị công vào. Cung A đang đứng ở một cánh rừng hẹp. Đây là y, vâng, y đẹp của Greg. Chiêm đồng chỉ có 2 mà thôi, rất đáng tiếc. Số cung A này, vâng, số cung A này sẽ chết hết thôi. Family đang đánh cực kỳ đồng đội cùng với bắn chim. Vâng, nhìn trên màn hình con, các bạn có thể thấy màu 7 Hitty của game thủ Sơ Luyến đang rất to. Đang bị Family và game thủ Ninja Cận Thị công vào cùng một lúc. Chém Roman đi trước, cung R ekip rảo bước theo sau. Còn góc 12 giờ dường như vẫn chưa ai nhìn thấy gì. Vâng, một màu đen huyền ảo của Sang Long. Vâng, nhận được tin báo thì Sang Long vừa nhảy 4 xong, IA. Đó là tin báo từ người phiên dịch Anh Trinh. Vâng, Yamato to như một cái phễu, bây giờ đã nhảy 4 xong. Vâng, timeline bên phía Trung Quốc đang đè 45 và 55. Liệu Greg lên 4 sẽ có chiến thuật gì đây? Pháo to hay là đánh chay y? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, bây giờ thì game thủ bắn chim đang rảo bước bằng những con y đẹp Greg. Chiêng đồng 3. Vâng, công 20+2. Vâng, chiêng đồng bây giờ anh mới nâng, chưa đủ thực. Rất đáng tiếc.
lao thẳng vào nhà Hitty. Vâng, chiến thuật bên InnoGame lao vào nhà Hitty. Nhưng các bạn có thể thấy Seng Long là người cầm IA. Vâng, đã nhảy 4 và những tên hot đầu tiên xuất hiện. Chắc chắn là công vào nhà của Hitty, game thủ sơ lưới sẽ rất khó khi mà Seng Long sẽ sang cứu. Liệu có cần phải đến pháo to không? Vâng, pháo to để thủ nhà những con hot của IA không? Một cái tham cực to của Seng Long, tôi đang chờ đợi xem những con hot thần chứ không phải những con hot thường của Seng Long. Các game thủ bên phía Trung Quốc đánh rất đồng đội. Nhà của Sơ Luyến, vâng, những màu vàng đang tràn ngập ở những góc nhà Sơ Luyến, có vẻ như anh sẽ bung. Đây là ngựa rờ của Hitty. Vâng, đam được cộng là 4 cộng 1. X-Man dường như cũng đã hồi lại rồi. Vâng, tham lai của X-Man là 31/60, vẫn đang solo với Tiểu Vũ. Tham của Greg 88/116. Tham của Egypt 38/64. Và cuối cùng là tham của Roman nhìn ra cả thị 22/32. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ bắn chim. Vâng, Seng Long đã đẩy quân rồi. Các bạn có thể thấy con hot của Yamato cực rẻ. Vâng, chờ anh ấy chỉ vào con hot xem là hot thường hay hot thần. Tôi nghĩ hiện tại vẫn là hot thường. Giáp nó chỉ là 4 thôi, chưa đủ điều kiện nâng cấp hot thần. Việc quản lý và đồ con là việc mà các cầu thủ Trung Quốc thực hành, vâng, làm việc cực tốt. Vâng, bắn chim đang vẩy e để bắt hot của game thủ Seng Long. Vâng, một tên hot nhỏ nhỏ đến móc máy nhà cửa đã bị bắn chim tiêu diệt gọn rồi. Bây giờ bắn chim lại là trụ cột của bên phía các game thủ InnoGame 1. Seng Long đang đẩy vào nhà trên bản đồ con. Các bạn có thể thấy màu 5 của Seng Long đẩy vào nhà của game thủ X-Man, cũng như màu 5 đang thủ nhà luôn cho cả màu 8 của game thủ Tiểu Mã. Tiểu Mã trận này cầm Maxe. Vâng, việc lên đời 4 sớm như thế này thì game thủ bắn chim dường như không có lực. Tham Lai đang đè rồi. Vâng, như vậy là anh nói vậy nộ hết chiến thuật của các game thủ Trung Quốc rồi. Vâng, đằng nào thì cũng nộ thì Seng Long đã vừa kích hot thần. Vâng, đúng như tôi dự đoán thôi. Việc nhà to như một cái phễu như vậy để đánh hot thần Yamato là chuyện cũng không phải là quá lạ lẫm. Chiến thuật bây giờ thì cũng không có gì nhiều. Seng Long sẽ là người đi quản lý bản đồ bên phía InnoGame 1, sau đó bơm đồ cho các đồng đội, đặc biệt là Hitty của game thủ Sơ Luyến nhảy 4 nốt. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là bắn chim lên đời 4 nhưng mà lực của anh không hề khỏe cho lắm. Bây giờ thì những con hot thì việc gì ở những con Y-Greg thôi. Rất khó các game thủ InnoGame. Đây là một trận đấu chạm 3 loại trực tiếp cực kỳ khắc nghiệt. InnoGame là một trong những clan truyền thống của AOE Việt Nam, một trong những clan hùng hổ và hổ báo nhất năm 2010. Vâng, bây giờ thì timeline, các bạn có thể thấy timeline của Seng Long. Các bạn đã tưởng tượng ra Seng Long là số 1 Trung Quốc như thế nào chưa ạ? Và bây giờ Việt Nam dường như anh đang muốn chứng tỏ khả năng của mình, không chỉ là số 1 của Trung Quốc. Vâng, như vậy là bắn chim quyết rồi, tỷ số là 2-0 cho các game thủ Trung Quốc. Vâng, các bạn có thể nhìn một cái tham Seng Long, cái tên nó lên tất cả. Tỷ số là 2-0 cho đội xanh của Trung Quốc trước InnoGame 1. Còn cặp đấu giữa đội đỏ và đội trưởng VEC tỷ số đang là 1-1. Và các anh đang thi đấu ở trận đấu thứ 3. Chúng ta hãy tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với trận đấu thứ 3 giữa đội xanh và đội InnoGame. Vâng,